Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục điểm báo. Thưa quý vị, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đầu bào dân tộc thiểu số và miền núi tạo động lực hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Các dự án giúp các huyện miền núi hình thành lực lượng lao động có tay nghề giúp người dân làm kinh tế, sản xuất hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo phản ánh trên báo Nhân dân, sau thời gian triển khai đến nay, nhiều tỉnh, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc tại tỉnh quảng ngãi và quảng nam trong hai năm qua các sở ngành và các huyện miền núi xin điều chỉnh giảm nguồn vốn chuyển kinh phí và thậm chí trả lại vốn vì không triển khai được công tác đào tạo dạy nghề và giải quyết việc làm Mới đây, Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng đã biểu quyết thông qua quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nội dung quan trọng là khai thác không gian dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai với vai trò một không gian xanh, sinh thái kết nối vùng. Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 23 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành công viên dọc sông Sài Gòn thu hút hàng nghìn lượt người dân tới tham quan chụp ảnh. Điều này cho thấy những công viên, con đường ven sông Sài Gòn đang mở ra không gian xanh đáp ứng phần nào nhu cầu của người dân thành phố. Báo đại đoàn kết dẫn thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Trong 10 tháng năm 2023, cả nước giải quyết cho hơn 947.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 31,38% so với cùng kỳ năm 2022. Một số ý kiến cho rằng làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến hệ thống an sinh xã hội để hạn chế tình trạng này cần siết chặt các quy định theo hai khía cạnh theo đó tăng tính hấp dẫn yêu đái của các chế độ bảo hiểm xã hội để giữ chân người lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội đồng thời cần quy định chặt chẽ các điều kiện hưởng để hạn chế tối đa rút bảo hiểm xã hội một lần từ đầu năm 2023 đến nay giá vàng trong nước đã tăng hơn 10 triệu đồng một lượng, trong khi đó giá vàng thế giới tăng gần 170 đô la Mỹ một ounce. chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới luôn ở mức cao quanh ngưỡng 13 triệu đồng một lượng. Theo bài viết trên báo Lao động, hơn một thập niên trôi qua, ngân hàng nhà nước vẫn giữ nguyên các quy định từ 11 năm trước, trong khi đó những quy định không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường. Chủ trương huy động nguồn lực trong dân vào sản xuất kinh doanh là rất đúng đắn. Nhưng để làm được điều này đã đến lúc cần cởi trói cho thị trường vàng để vốn chết trong dân có thể chảy vào nền kinh tế. Mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu đi Mỹ tiếp tục bị điều tra chống trợ cấp với nhiều cáo buộc phức tạp nhất từ trước đến nay. Bài viết trên báo Tuổi trẻ phân tích là ngành xuất khẩu có quy mô lên tới hàng tỷ đô la Mỹ, việc ứng phó với vụ kiện này nhiều gian nan và khó khăn, đòi hỏi sự đồng lòng của các doanh nghiệp và bộ ngành liên quan. Bên cạnh đó, ngành tôm Việt Nam đang cạnh tranh được một phần nhờ thị phần hàng giá trị gia tăng, nhưng chỉ khoảng 3 năm nữa, các nước khác cũng làm được giá trị gia tăng. Do đó, nếu giá trị gia tăng đứng im, Việt Nam không có sự thay đổi về chế biến sâu, giảm giá thành, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Luật Kinh doanh Bất Động Sản Sửa Đổi đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, lần đầu tiên nội dung về tiền đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai được đưa vào luật, chấm dứt thời kỳ dài việc đặt cọc mang hình thức thỏa thuận, nhưng thực tế là theo yêu cầu của chủ đầu tư các dự án nhà ở đối với khách hàng. Vì vậy, thời gian tới để bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà, đồng thời cũng siết chặt việc thực thi trách nhiệm của chủ đầu tư khi tham gia kinh doanh, phía cơ quan quản lý nhà nước cần phải nghiêm túc thực hiện các chế tài mà luật đã quy định góp phần làm cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch, bền vững. Thưa quý vị, dịp cuối năm chuyện thưởng Tết luôn khiến công nhân thấp thỏm, nhất là khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, để người lao động yên tâm gắn bó, nhiều doanh nghiệp đã lập quỹ thưởng Tết chăm lo cho người lao động. Đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 12 và đầu năm 2024, Sở tập trung theo dõi, giám sát trả lương thưởng Tết, các khoản hỗ trợ cho người lao động. Với nhóm mất việc khó khăn, đơn vị phối hợp tổ chức công đoàn chăm lo cho khoảng 139.000 người với tổng kinh phí khoảng 71 tỷ đồng. Còn đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến nay có gần 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng thấp nhất gần 4,7 triệu đồng và cao nhất là gần 370 triệu đồng một người. Những thông tin trong tiểu mục điểm báo đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!